Xin chào chị nhà đầu tư nhé, chào mừng chị đã quay trở lại với chứng khoán của NoStop. Như thường lệ thì cuối tuần chúng ta sẽ có một cái video để cùng nhau ngồi lại mình trao đổi và tổng hợp về thị trường. Đó thì hôm nay chúng ta cũng có một cái video như thường lệ thôi. Cái nội dung chính của video ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích kỹ về thị trường. Thì vì là đoạn với hôm tuần vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là thị trường nó có một cái tuần mà rung lắc khá là nhiều. Quá nhiều tin tức ảnh hưởng lên thị trường và ảnh hưởng lên tâm lý nhà đầu tư. Thì danh mục của mọi người ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Thì tuy nhiên là mọi người cũng cần chú ý là thị trường biến động ngắn hạn như vậy thì nó cũng thường xuyên sẽ xảy ra. Đó nên mọi người có thoải mái và bình tĩnh xử lý danh mục với chị nhé. NoStop thì vẫn luôn ở đây để hỗ trợ đồng hành mọi người thôi. Và trước khi bắt đầu video thì mọi người có thể dành tặng NoStop một like và một subscribe kênh để có thể nhận thông tin nó sớm nhất và để có thể được nhận thông tin và hỗ trợ trong cái giai đoạn mà thị trường nó nhạy cảm như thế này. Thì mọi người có thể chủ động tham gia thêm và zoom cộng đồng của NoStop anh chị nhé. Em có để link ở bên dưới phần mô tả và QR code ở bên góc tay trái màn hình. Đó thì mọi người có thể tham gia để NoStop có cơ hội hỗ trợ trực tiếp mọi người nhất. Chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video ngày hôm nay luôn. Nội dung chính của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích chi tiết về thị trường. Và mọi người có để tiêu đề rõ là không hoảng loạn và VN Index sẽ chuyển sang pha sideways. Thế mọi người sẽ không lo ngại về vấn đề là NoStop có thể sập ngay hoặc sập mạnh ngay được anh chị nhá. Trước đó chúng ta vẫn đã có một cái uptrend rất là lớn. Uptrend rất là lớn của thị trường. Thì thị trường có muốn sập đi chăng nữa thì thị trường phải cần thời gian để phân phối đã rồi mới sập được. Nên là cái khả năng của thị trường có thể sập ngay sập mạnh xuống đây luôn ấy rất là khó. Mọi người cứ bình tĩnh và xử lý danh mục mọi người. Đó, tránh hoảng loạn. Thì chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Nhất là chúng ta sẽ đi đến một chút về vấn đề đó là cái thông tin đáng chú ý. Thì trong cuối tuần trưa hôm thứ Bảy thì thị trường nó có một cái thông tin liên quan đến là Ngân hàng Nhà nước đã trình chính phủ gia hạn thông tư 02 thêm 6 tháng. Thì thông tư 02 này nhá, thì trước đó đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào cuối tháng 4 năm 2023 và quy định về việc là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Và cái thông tư 02 này theo cái ban hành cũ thì sẽ được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tức là nếu mà không được gia hạn thêm thì nó sẽ hết hạn. Sẽ hết hạn vào 30 tháng 6 năm 2024. Thì trong hôm qua thì đã có thông tin liên quan đến Ngân hàng Nhà nước đã trình chính phủ là gia hạn thêm cái thông tư này. Đấy thì cho ai mà chưa nắm rõ về thông tư 02 nhé, thì em sẽ chia sẻ nhanh như thế này. Thì cái thông tư 02 nó sẽ có vai trò và ý nghĩa như sau. Và thông tư 02 được ban hành vào cuối tháng 4 năm 2023 đúng không? Thì quy định về cái việc là tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nhà nước ngoài được cơ cấu lại tiền trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Tức là trước đó thì năm 2023 thì mọi người cũng biết là cái năm 2023 là một cái năm mà thị trường nó chưa hồi phục, nền kinh tế nó chưa hồi phục và nó hồi phục khá là yếu. Chính vì vậy là các cái doanh nghiệp nó rất là thiếu đơn hàng, nó thậm chí là không có đơn hàng luôn. Tại vì là cậu tổng cầu của nền kinh tế còn rất là yếu, đúng không? Tổng cầu của thế giới cũng yếu nên xuất khẩu nó cũng khá là kém, hồi phục khá là kém. Thế nên là các cái doanh nghiệp nó không có đơn hàng, và không có đơn hàng thì không có doanh thu, không có nguồn tiền thì có thể trả nợ được ngân hàng. Thì cái điều đó nó sẽ dẫn đến là các cái doanh nghiệp có khả năng nó sẽ rơi vào các trường hợp là nhận nợ xấu nhóm 2 và nhóm 3. Thì khi mà việc mà các doanh nghiệp xuất hiện nợ xấu ấy, nhảy ra nợ xấu thì sẽ dẫn đến là cái hiện tượng là khó khăn trong việc quay lại với nguồn vốn của ngân hàng. Thì thông tư 02 thời điểm đó nó ban hành thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là nỗi lo của doanh nghiệp, cứu cánh cho doanh nghiệp không bị nhảy nhóm nợ, có thể vay được ngân hàng, vay vốn được ngân hàng, và các ngân hàng thì cũng không bị trường hợp tỷ lệ nợ xấu quá cao. Đó thì nó cũng giảm được cái tỷ lệ rủi ro của ngân hàng trong ngắn hạn. Thì do đó thì thông tư 02 có thể coi là một cái cứu cánh đối với cả doanh nghiệp và cả với ngân hàng luôn. Đó thì theo như cũ thì thông tư này sẽ hạn vào 30 tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên thì đang được Ngân hàng Nhà nước trình chính phủ cho gia hạn thêm. Tức là sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có khả năng làm ăn. Đồng thời là các cái nhóm nợ không bị nhảy thì cũng sẽ giảm cái nguy cơ tỷ lệ xấu tăng cao ở các ngân hàng luôn. Thì đây có thể coi là một tin tức hỗ trợ tích cực cho thị trường và trực tiếp cho nhóm ngân hàng luôn. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến sát hơn với thị trường chung thôi chị nhá. Nhìn cô chung thì thị trường tuần vừa rồi có một cái phiên đáng chú ý là phiên thứ 6. Đó, thì thị trường đã đánh mất cái vùng hỗ trợ EM20. Thì theo những cái dân phân tích kỹ thuật hoặc là dân gọi là đánh theo dòng tiền ấy, thì rõ ràng thị trường mà mất EM20, tức là thị trường đã mất cái xu hướng tăng trong ngắn hạn. Có thể coi là xu hướng tăng trong ngắn hạn đã yếu đi rất là nhiều. Thì cái việc mà chúng ta sẽ phải làm
khi mà thị trường nó có diễn biến như thế, tức là chúng ta sẽ phải bắt đầu là quản trị rủi ro, nâng cao cái quản trị rủi ro, nâng cao cảnh giác với thị trường và sẽ phải bán hạ tỷ trọng tài khoản. Thì cái phiên thứ 6 ấy, phiên sáng ngay từ đầu phiên thì thị trường đã có cái hiện tượng là bán gap down ngay từ đầu phiên, đúng không? Và cho đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi phiên sáng thứ 6 thì vẫn chưa thấy có một cái lực cầu nào nó đủ khỏe và nó kéo được sự hồi phục cả. Tức là hiện cái dòng tiền khá là yếu và thị trường có khả năng sẽ giảm tiếp trong phiên chiều. Thì với cái diễn biến như vậy thì NoStock cũng có khuyến nghị mọi người trong zoom, và bản thân NoStock cũng đã phải bán để hạ tỷ trọng tài khoản, bán lỗ chị nhá, bán lỗ một cái mã, một vài mã để hạ tỷ trọng tài khoản xuống, nó lỗ khoảng độ 3-4% thôi, nhưng cũng phải bán hạ tỷ trọng tài khoản. Theo nguyên tắc là chúng ta vẫn phải hạ tỷ trọng tài khoản khi mà thị trường nó có cái diễn biến không như kỳ vọng của mình. Đấy thì cái việc mà bán hạ tỷ trọng tài khoản ấy thì nó cũng coi như là làm theo hành động, làm theo kế hoạch mà NoStock đã đưa cho mọi người, gửi trong Zoom cộng phân tích này, Zoom khỏi khách hàng và cả Zoom cộng đồng chung nữa, gửi trong tối hôm thứ năm để mọi người có cái kịch bản hành động cho phong thứ 6 luôn. Đấy, tức là giao dịch chậm lại này, tức là chúng ta thấy là thị trường nó đang có những cái diễn biến nó không được như kỳ vọng. VN-Index nó đang có sự chứng lại nhất định khi tiệm cận vùng 1280 và vẫn chưa vượt được. Thì những phiên giao dịch gần đây liên tục cho thấy là sự phân hóa mạnh mẽ khi mà số lượng mã đỏ áp đảo soi mã xanh. Điều này thể hiện là xác suất chọn được mã xanh thấp hơn. Thì việc giao dịch ngắn hạn và chốt đinh sẽ kém hiệu quả nên chúng ta sẽ phải giao dịch chậm lại và hạn chế lại. Thì hệ cái thống kê cũng đã cho thấy là có sự suy yếu trong ngắn hạn khi mà cái số lượng mã giảm mạnh, lớn hơn 3% và lớn hơn 5% ấy, giảm lớn hơn 3%, lớn hơn 5% thì đang có sự hiệu là nhiều hơn so với số lượng mã tăng. Đấy, thì nó thể là có một cái sự, có một cái lượng tiền nó dần đang bị rút khỏi dòng tiền, khỏi thị trường rồi. Thế là một cái dấu suy yếu thống kê chị nhá. Và hiện tại hỗ trợ của VN-Index gần nhất là quanh vùng 125X. Đây, 125X đây. Và sâu hơn là vùng 1240. Thì trước đó VN-Index cũng đã có một cái đà tăng mạnh, nên là bên dưới sẽ có liên tục có những cái vùng hỗ trợ. Tức là những người mà người ta đã chốt lời bên trên ấy, thì người ta đã dư tiền rồi. Thì với cái xu hướng tăng trước đó của thị trường thì người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để đỡ thị trường, bắt đầu thăm dò những cái vùng hỗ trợ của thị trường. Chính vậy nên cầu tiềm năng tương ứng luôn có, nhưng khả năng mà thị trường có thể điều chỉnh hoặc là sập ngay thì khó có thể xảy ra. Và sẽ có thường tuyên xuyên là tạo ra cái pha hoảng loạn bán ngắn trong phiên rồi kéo bật hồi. Thì đó là thời điểm mà chúng ta sẽ phải canh chiết khấu, có thể chiết đinh T0 trên hàng có sẵn, hoặc là bán hạ tỷ trọng nếu mà cần thiết, và nếu mà chúng ta chưa bán. Đó, thì đấy là cái cách mà thị trường chúng ta phải phản ứng với thị trường thời điểm này, tránh hoảng loạn trong những pha bán tháo ngắn trong phiên. Hành động là chúng ta đã thấy là thống kê có sự yếu rồi, nên là ngắn hạn các hoạt động mua bán chốt đinh sẽ phải chậm lại và hạn chế, và chúng ta sẽ phải canh các cái nhịp hồi để hạ tỷ trọng tài khoản xuống, thu gọn danh mục để dễ quản trị. Và đối với nhà đầu tư, đầu tư chung dài hạn thì hiện tại là thị trường đang ở vùng đỉnh giá cao, tương đối over đối với các một vài nhóm ngành như là chứng khoán, bất động sản, khu công nghiệp, sắt thép, nên là cái hiện tại sẽ cái việc hoạt động đầu tư nó sẽ không còn phù hợp với các cái vùng giá vốn hiện tại. Đấy, thì đã đưa ra mọi người đối với kịch bản là phải hạ tỷ trọng. Thì cái việc là chúng ta bán hạ tỷ trọng vào phiên sáng thứ 6 là một điều khá là cần thiết. Đó, thì tiếp theo là chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là thị trường đã sập ngay chưa. Thì nhiều người đang lo sợ nhá, thị trường nó sẽ giống với cái đoạn là, đây, nó sẽ giống cái đoạn này, giống cái đoạn tháng 9 năm 2023 đúng không? Đây thì tại thời điểm đó đang có nhiều điểm khá là tương đồng về tỷ giá tăng cao, rồi huyết tín phiếu này. Thì chúng ta sẽ so sánh một chút. Em đã có nốt sẵn rồi. Đấy, nốt sẵn này tránh mất thời gian của mọi người. Thì năm 2023 nhá, thì chúng ta thấy là Fed đang trong đà tăng lãi suất, lạm phát cao. Còn năm 2024 thì Fed chờ người hạ lãi suất và lạm phát trong tầm kiểm soát và vẫn đang giảm như kỳ vọng của Fed. DXY thời điểm 2023 thì tăng rất là mạnh. Còn DXY năm 2024 thì mình thấy là suy yếu rất là nhiều rồi. Và năm 2023 thì DXY tăng mạnh thì gây áp lực lên tỷ giá trong nước. Còn năm 2024 thì DXY suy yếu thì chắc chắn là nó không còn cái gây tỷ giá mạnh trong năm 2024 đối với tỷ giá trong nước của chúng ta nữa. Tỷ giá trong nước chúng ta gần đây có cái động thái tăng cao ấy, chủ yếu là do cái vấn đề nhất là về giá vàng. Giá vàng trong nước thì đang cao hơn rất là nhiều so với giá vàng thế giới. Thì nó tạo ra cái áp lực đầu cơ tỷ giá. Thì vấn đề này sẽ đang được nhà nước có quan tâm và đưa ra các cái chính sách để giải quyết vấn đề này. Đó, và ngoài ra nhá, thì cái vấn đề tỷ giá của chúng ta ấy, có tăng mạnh. Có tăng mạnh thì cũng đã có phó thống đốc ngân hàng nước đã đứng ra để gọi là trấn an. Tức là tỷ giá vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng ta.
Tức là tỷ giá của chúng ta tuy là nhìn bên hiện tại nhìn ấy thì nó có tăng mạnh, nhưng thực tế nhá, thì tỷ lệ mất giá của đồng Việt Nam so với các đồng khác tương đối thấp. Năm 2023, Việt Nam đồng mất giá khoảng 2,9%. Hiện nay thị trường lên ngân hàng tỷ giá USD trên Việt đồng tăng khoảng 2,6%. Nhưng đây vẫn là một cái mức tăng thấp nhất nếu so với đà mất giá của một số ngoại tệ khác như là nhân dân tệ này, bạc Thái này, hay là Hàn Quốc, won và yên Nhật Bản. Đấy thì ý của Phó Thống đốc có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tuy là có mất giá thôi, có mất giá khoảng 2,6% thôi, nhưng mà so với các cái nước khác ấy, thì chúng ta vẫn còn rất là nhẹ nhàng. Chúng ta cái tỷ lệ nó còn rất là thấp, nên mọi người tránh là quá lo ngại. Đó. Và cái thứ hai là ông ấy khẳng định, tức là tỷ giá là một trong những mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô quan trọng của nhà nước. Thế nên là ngân hàng nước chắc chắn sẽ có những hoạt động, những chính sách để có thể đảm bảo tỷ giá. Và hiện tại thì đảm bảo tỷ giá sẽ bằng cách là lên và xuống linh hoạt, thuận theo những cái mục tiêu chung, mục tiêu của chính phủ. Đó, thế mọi người cứ yên tâm là cái tỷ giá vẫn đang trong tầm kiểm soát của SBV. Đấy, thế là đấy là một cái khẳng định và gọi là để trấn an thăm nhà đầu tư, là mọi người tránh lo lắng quá. Đó, tức là tỷ giá vẫn đang trong tầm kiểm soát, chứ không bị áp lực như năm 2023. Đó, và tiếp theo đó là cái vấn đề hút tiền, hút tín phiếu. Thì mình cũng biết là năm 2023 ấy, SBV hút tín phiếu rất là mạnh mẽ, đúng không? Hút tín phiếu đến tận cái giai đoạn hình như là giai đoạn đến giai đoạn tháng 11, tháng 10, tháng 11, khi mà đây tự ứng với VN-Index cũng đang có xu hướng tạo đáy ngắn hạn. Còn năm 2024 hiện tại thì mình có thể thấy là SBV trong tuần vừa rồi bắt đầu có hiện tượng là bơm tiền trở lại, vừa hút vừa bơm, linh hoạt cái hoạt động trên thị trường mở. Và cái thứ hai đó là sang tuần tới mùng 8 tháng 4 thì bắt đầu có một cái lượng tín phiếu đáo hạn. Tức là sau khi mà tín phiếu hút về, nó sẽ có một cái thời hạn nhất định để bơm trả lại thị trường. Thì sang đầu tuần sau sẽ bắt đầu có một lượng tiền sẽ được đến hạn và sẽ quay trở lại thị trường. Đấy thì mình đang nhìn thấy là hai cái yếu tố vĩ mô ở hai thời điểm nó đang có cái xu hướng khác nhau. Và theo năm 2024 thì cái xu hướng nó đang tích cực hơn rất là nhiều. Đấy là so sánh qua về xu hướng chị nhá. Còn bên nhiều người sẽ nói là nhiều khi vĩ mô tốt thì thị trường nó vẫn giảm bình thường, đúng không? Thì đây là cái vấn đề vĩ mô nhá. Ngoài ra thì mình cũng để nhìn qua về thống kê nữa, đúng không? Nhìn qua về thống kê thì mình thấy là cũng có những sự khác biệt. Thứ nhất là ở giai đoạn tháng 9 năm 2023, khi mà thị trường tạo đỉnh thì chúng ta thấy rất rõ sự tháo chạy và bán chủ động của dòng tiền lớn nhảy gap down ngay từ đầu phiên này. Và sau đó thì nó có sự bán rất là mạnh mẽ, nhiều mã nằm sàn, đúng không? Và khối lượng thì nổ. Nó thể rất rõ là cái dòng tiền lớn nó đang tháo chạy của thị trường. Đấy thì tuy nhiên nhá, thì đối với phiên thứ 6 ấy, thì chúng ta thấy là cũng có cái hiện tượng là nhảy gap down đầu phiên. Tuy nhiên mọi người chú ý là thanh khoản của nó không có hiện tượng là nổ ra bán quá là mạnh mẽ, và cũng chưa có hiện tượng là bán tháo trong phiên, bán tháo gọi là bán sàn trong phiên. Thì thường nếu mà dòng tiền lớn nó có cái xu hướng là out khỏi thị trường thì nó sẽ bán chủ động trong phiên đấy chị nhá, bán ngay từ đầu phiên luôn, bán rất chủ động, đúng không? Rõ ràng ý chí của nó. Còn hôm thứ 6 chúng ta thấy là có hiện tượng bán, nhưng mà nó thứ nhất là nhảy gap đầu phiên này, nhưng mà nó không hiện tượng bán mạnh trong phiên, và nó chỉ có hiện tượng là bán ở cuối phiên ATC. Khi mà sát ATC thì bắt đầu nó có hiện tượng đổ ra bán. Tôi khoảng độ 2 giờ 15 hay 1 giờ 16 gì đó. Sau cái thời gian đó chỉ còn khoảng độ 10 phút thôi mà thị trường cũng bị bán. Nó bị bán sát ATC. Thì thường đối với hiện tượng này thì chúng ta sẽ không đánh giá là hiện tượng dòng tiền lớn chủ động bán nha anh chị nhá, mà chúng ta sẽ hiểu là nó lại bán là nhiều. Tại vì là cả một phiên thị trường bị bán ngay từ đầu phiên này thì đã gây ra cái áp lực tâm lý rất là lớn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi. Rồi phiên hôm đó thì thị trường cũng không có hiện tượng là hồi lên quá mạnh mẽ mà vẫn khá là yếu, thì sẽ dẫn đến cái tâm lý là nhà đầu tư sẽ lo sợ là nếu mà chúng ta vẫn cầm hàng thì sang tuần sau có thể là sẽ bị bán mạnh thêm, đúng không? Thì sẽ gây ra cái tâm lý lo sợ và chán nản thì sẽ dẫn đến là cái tâm lý là cuối phiên lo sợ thì cứ mang hết hàng ra bán cho đỡ sợ sang tuần sau thị trường giảm thêm. Thì chủ yếu là cái phiên ATC này nó thể hiện là sát ATC này thì nó sẽ là thể hiện là cái tâm lý nhà đầu tư bán lo sợ thì bán nốt hàng của mình. Đấy thì sẽ thiên về cái hướng như thế hơn. Còn nếu mà tiền lớn người ta bán ấy, người sẽ bán luôn từ đầu phiên, bán chủ động ngay từ đầu phiên chứ chả tội gì mà cuối phiên mang hàng ra bán như thế thì tự nhiên lại bị bán mất giá, đúng không? Bán thiệt giá. Đó thì
Chúng ta thấy là cái sự khác biệt là hiện tại là vẫn chưa có cái sự tháo chạy rõ ràng của dòng tiền lớn đó chị nhá. Cái khối lượng nó ở cái mức trung bình trong những phiên gần đây thôi, không có sự đột biến. Đấy, thì hãy đánh giá qua về cái dòng tiền. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là có một cái thứ hai, đó là dòng tiền hôm thứ sáu nó nổi bật, thứ sáu và thứ năm nó nổi bật khá là rõ ở nhóm dầu khí và nhóm bất động sản. Nhìn chung thì hai cái nhóm này cũng khá là khỏe trong những phiên gần đây. Cá nhân Nonstop thì cũng đã theo dõi hai cái nhóm này, đúng không? Như PVD, PVD thì cũng có gửi mọi người từ rất là lâu rồi. PVD thì cũng gửi mọi người từ cái thời điểm loanh quanh cái vùng này, cũng gửi mọi người cái điểm mua. Tại vì nếu mà theo nhìn theo cái chart tuần ấy, nhìn theo cái chart tuần thì mình có thể thấy là PVD đã có cái dấu hiệu là vượt đỉnh 7 năm. Vượt đỉnh 7 năm ấy chị nhá. Đây mình, nếu mà nhìn xa một chút, đây, có thể coi là vượt đỉnh 7 năm đấy, nên là cũng có gửi mọi người. Ngoài ra thì cũng có thêm những thông tin liên quan đến Global 1 này và giá dầu thế giới. Thì nhóm dầu khí thì hiện mấy phiên ở đây tăng khá là tốt. Đấy thì cũng gửi mọi người cách đây khá là lâu. Với Nonstop cá nhân, Nonstop có mua hơn PVD quanh cái vùng này. Tuy nhiên thì không giữ được đến cây này. Tại vì cái đoạn này thị trường bắt đầu có rung lắc, thì cá nhân Nonstop cũng phải bán để hạ tỷ trọng khá là nhiều ấy. Nên là cũng có bán sớm. Đấy, bán gửi mọi người từ rất lâu rồi. Thì nhóm dầu khí nhá, hôm thứ 6 thì không phải điểm nhấn ở PVD mà điểm nhấn ở BR đúng không? Đây, điểm nhấn ở BR đúng không? Đấy, thì tăng do thông tin liên quan đến giá dầu cũng như là cái thông tin hỗ trợ nhóm dầu khí. Và ngoài ra là nhóm bất động sản thì cũng đã giữ được cái đà tăng rất là tốt, hồi phục khá là tốt sau phiên thứ 5 đúng không? Một số mã như DG này, hồi phục thứ 5 thì hôm thứ 6 cũng có cái sự hồi phục trong phiên. Tuy nhiên là cuối phiên thì cũng bị bán đó, trở lại âm nhẹ. Một số mã khác, Novaland, điểm nhấn là Novaland thứ 6. Có thời điểm Novaland tăng trần, Novaland tăng trần đúng không? Tuy nhiên là cuối phiên thì cũng bị bán 3 triệu cổ này, thì cũng không giữ được cái mốc mà tăng như trong phiên. Nhưng mà cũng là một cái phiên thể là cái dòng tiền lớn tham gia rất là tốt. Novaland đấy, thì nhìn chung là hai cái nhóm bất động sản và dầu khí thì nó vẫn có cái sự luân chuyển của dòng tiền trong phiên thứ 6. Thì đây là cũng là một điểm cộng, đây là một điểm cộng. Thì tại vì là thị trường đã có cái điểm những cái phiên rung lắc và bán mạnh âm khoảng độ hơn 10 điểm. Đấy thì mình thấy là có một cái sự rút ra rõ ràng của dòng tiền. Tuy nhiên là chúng ta thấy là dòng tiền nó không có dấu hiệu là bị thoát ra hết, mà nó vẫn có cái sự luân chuyển. Tức là dòng tiền nó vẫn đang nằm lại thị trường để luân chuyển và tìm kiếm cơ hội. Thì mình vẫn đây có thể coi một điểm tích cực. Thị trường mà còn dòng tiền nằm lại thì vẫn còn kỳ vọng nha, chúng ta sẽ tránh hoảng loạn. Đấy, thì tiếp theo đó là cái nhóm ngân hàng ấy chị nhá. Nhóm ngân hàng một số mã ví dụ như là ACB này. ACB thì cũng đang có dấu hiệu là bị bán trở lại cái vùng hỗ trợ cũ. Thì ACB cũng là nhóm ngân hàng đúng không? Đầu phiên thì cũng bị bán áp lực theo thị trường này gáp và đóng cửa âm 1,45%. Tuy nhiên, đây là một cái điểm cần chú ý, tức là đầu phiên nhá, mặc dù là bị bán ngay từ đầu phiên gấp đa, tuy nhiên nó không có hiện tượng là bung vôn bán quá lớn, không bị bung vôn bán quá lớn mà cái volume nó vẫn đang ở cái mức gọi là mức thấp, mức trung bình đấy. Tức là mình vẫn không thấy có sự thoát ra quá mạnh mẽ của dòng tiền, đúng không? Nó gọi là bị giảm theo thị trường thôi. Cuối phiên thì bị giảm theo thị trường, bị bán cuối phiên này. Đây, âm giảm bán 918,500 cổ cuối phiên. Đấy, thì tức là nó không bị bán, nó không bị thoát ra, cái dòng tiền nó không bị thoát ra quá là rõ ràng. Đấy, và nó đang về lại cái vùng hỗ trợ. Một số mã khác, ví dụ như là công thương. Công thương cũng tương tự. Công thương, nó cũng bị bán về nền giá cũ. Và vôn nó cũng khá là thấp, tương tự ACB. Và trong phiên thì cũng có thời điểm nó hồi phục cơ. Đây, hồi phục đây. Tuy nhiên cuối phiên thì cũng bị bán, đúng không? Nhưng mà trong phiên cũng có thời điểm nó hồi phục. Đó, thì cái tương tự là cái khối lượng bán của nó vẫn đang khá là thấp. Có thể là cái dòng tiền nó vẫn đang không chưa có dấu hiệu là thoát khỏi cái mã này quá là rõ ràng, mà đơn giản là bị bán ở thị trường và về lại cùng nền hỗ trợ cũ thôi. Thì STB nhá, STB là một cái mã mà nó bị ảnh hưởng bởi tin tức và bị bán khá là mạnh trong thời gian vừa rồi, cái phiên vừa rồi đúng không? Đây, một cái phiên bán rất là mạnh, có hôm nay phiên này nó chiếm khoảng độ 1/9, 1/6 hay 1/9 cái khối lượng của thị trường, giá trị giao dịch của thị trường ấy. Thì hôm thứ sáu nhá, nó có cái hiện tượng là xanh nhẹ, cân bằng mà xanh nhẹ khi mà quay trở lại của BME trang, và cái khối lượng của nó cũng khá là thấp. Tức là đấy, cái mã mà gọi là tiêu cực trong những cái phiên gần đây như thế này mà nó vẫn có hiện tượng là cân bằng hồi phục trở lại đó, thì mình đang thấy là cái nhóm ngân hàng ấy, nhiều mã đang về lại hỗ trợ này thì dễ bật hồi, về lại hỗ trợ và không bị
dòng tiền rút, dòng tiền lớn rút mà khối lượng thấp thì nó sẽ dễ bật hồi. Đấy, thì nhóm ngân hàng cũng đang có cái dấu hiệu là cân bằng lại một chút. Cộng thêm với cái tin tức hôm qua đúng không? Liên quan đến thông tư 02 thì sẽ hỗ trợ trực tiếp cho nhóm ngân hàng, thì mình có thể kỳ vọng là sang tuần tới nhóm ngân hàng sẽ là một cái nhóm mà nó có thể bật hồi khi về lại các hỗ trợ và hỗ trợ lại cái điểm số cho thị trường. Ngoài ra thì khi mà thị trường chung nhá, mất MA20 thì việc chúng ta cần làm tức là sẽ tìm cái điểm cân bằng tiếp theo của thị trường. Đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm đến điểm cân bằng tiếp theo của thị trường. Khi mà mất MA20 thì nếu mà vẽ trên line kiểu này thì thị trường nếu mà vẽ trên line mà nó dài hơn một chút thì thị trường nó đang sau khi mà nó đây kể từ cái đỉnh hồi của năm 2022 và đây là cái đỉnh của năm 2023 thì thị trường mới vượt được cái trên line này. Đúng không? Mới vượt được cái trên line gọi là dài hạn này thì nó đang có dấu hiệu là test lại và rung lắc lại khi mà nó mới vượt cái vùng 1250. Tại vì là những cái người mà người ta cầm hàng bên dưới này khi mà vượt trên cái vùng 1250 thì rồi thì người ta sẽ có xu hướng là chốt lời thôi. Đấy, thị trường đang gặp khó cái vùng này. Đấy, và nếu mà chúng ta nhìn ngắn hơn thì đây là cái trend line mà thể là cái xu hướng tăng của thị trường từ cái vùng mà tháng cuối năm 2023 đến thời điểm hiện tại thì nó sẽ là cái xu hướng nó trung hạn hơn một chút. Nếu mà mình kẻ một cái trend ngắn hạn đi. Đây, mình kẻ một cái trend ngắn hạn kiểu này nhá. Ngắn hạn kiểu này. Đó, thì VN-Index nó đang mất một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn thì nó sẽ có xu hướng là về lại hỗ trợ 1240, là cái vùng mà trước đó thị trường nó cầu đỡ khá là tốt. Đây, một cây nổ vốn rút chân đúng không? Và hồi phục lại vượt đỉnh cũ. Đó, và đang sẽ khả năng VN-Index nó sẽ có những cái bật hồi khi về lại 1240 này. Nhìn ngắn hơn thì VN-Index nó sẽ có hiện tượng là mất trên line tăng trong ngắn hạn thì sẽ có dấu hiệu là đổi từ uptrend ngắn hạn sang về này sẽ là đổi về lại cái pha sideways. Đây, tức là mất cái ngắn hạn này rồi đúng không? Nó sẽ về lại đây. Thì VN-Index nó sẽ đổi từ xu hướng là tăng trong ngắn hạn đổi sang xu hướng sideways. Đấy, thì sau đó đây là chưa có cái sự bán chủ động của dòng tiền lớn như đã mình có đã nhận định bên trên rồi. Thì khả năng thị trường nó sẽ bật hồi khi về lại cái vùng hỗ trợ này rất là cao. Và theo kinh nghiệm thì mọi người thấy là thị trường hiếm khi nào mà giảm 4 phiên liên tiếp lắm, tức là đỏ 4 phiên liên tiếp đó. Mà cùng lắm là 3 phiên đỏ. 3 phiên đỏ đây. 3 phiên đỏ rồi sẽ có dấu hiệu là hồi phục trở lại. Đây thì mọi người có thể thấy một số những cái dấu hiệu, ví dụ như đây là 1 phiên này, 2 phiên, 3 phiên. Phiên thứ 3 sẽ có dấu hiệu bật hồi đúng không? Thế đây, cùng lắm là 4 phiên này, 1 phiên này. 1 phiên này, 2 phiên, 3 phiên, 4 phiên. 4 phiên sau đó sẽ có dấu hiệu bật hồi trở lại. Đây, thì cùng lắm là 3 phiên hoặc là 4 phiên đỏ, sau đó sẽ có dấu hiệu bật hồi trở lại. Và thường phiên thứ 4 nếu mà nó đỏ tiếp ấy thì nó cũng sẽ có sự rằng co, tôi bắt đầu có sự cân bằng rồi. Thì khả năng là chúng ta cũng đã có 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên đỏ rồi. Thì khả năng mà thị trường nó sẽ có cái sự hồi phục trong cái phiên thứ 2, cùng lắm là phiên thứ 3 rất là cao. Đấy, khi mà thị trường nó về lại cái hỗ trợ này. Đấy, thì khi đó thì là cái thời điểm mà chúng ta muốn bán hay muốn hạ thì chúng ta mới nên bán mà nên hạ. Còn nếu mà phiên thứ 2 khả năng nó sẽ tiếp diễn cái pha giảm của phiên thứ 6. Đấy, thì đầu phiên nó có hoảng loạn để mà tránh hoảng loạn đấy chị nhá. Tránh bán tháo mà chúng ta sẽ đợi cái nhịp hồi phục trong phiên của thị trường để chúng ta có thể bán nó được giá hơn, bán hạ thì trọng nó được giá hơn. Thì sau khi mà nó hồi phục ý, và nó sẽ tiếp diễn là nó sẽ như thế nào thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái nội tại của dòng tiền thời điểm đó. Thì cái đấy mình em sẽ cập nhật thêm, cập nhật real time thêm trong Zoom cộng đồng nên mọi người có thể chú ý theo dõi. Đó, thì đấy là sơ qua về cái xu hướng thị trường, nhìn chung là nó sẽ có khả năng bật hồi thôi. Mọi người cũng phải tránh hoảng loạn khi mà đầu phiên thứ hai nó có những cái sự bán tháo tiếp diễn của phiên thứ 6. Đấy là sơ qua về thị trường chung. Nhìn chung thì hiệu suất của cái phiên gần đây, thời điểm gần đây hiệu suất của no stop, cái vị thế mua chốt định nó cũng đang có sự giảm rõ rệt. Từ trước đó no stop cũng có nắm những cái mạng cổ phiếu rất là khỏe, chia sẻ với mọi người rất là nhiều như là GVR, CTR đúng không? Thì những cái biên lãi rất là dày, 30%, 40% cũng có. Hoặc là BAF này hay PVD hay là Đạt Phương ấy, thì cũng đang cũng có một cái mức nó không được dày như công thư ở CTR hay là GVR, những khoảng độ 4-5%. Tức là những cái mã, những cái vị thế chấp đinh gần đây nó đã có lãi dày và lãi liên tục. Nhưng mà những thời điểm, những cái phiên gần đây nhá, thì những cái mã như SSI này, MBS hoặc là Phước Hòa, PSR thì nó đang có những cái mức âm khoảng độ 3-4% rồi. Và như PSR thì bán quản trị trong phiên thứ 6 thì mọi người thấy là những cái vị thế ngắn hạn gần đây nó đang đều không cho lợi nhuận tốt. Và mình vẫn phải bán thì hạ tỷ trọng thì rõ ràng là thị trường đang khó ăn hơn rất là nhiều. Và đương nhiên nếu mà thị trường nó chuyển sang pha uptrend, từ pha uptrend
tức là thị trường nó có trend, có xu hướng rõ ràng mà chuyển sang pha sideways ấy, thì cái khả năng ăn của thị trường nó sẽ cũng sẽ khó hơn, cả về xu hướng chung nó sẽ khó hơn về cái khả năng mọi người mua được cái xác suất được mã cao, mã đúng cao, hoặc là mọi người ăn mọi người có thể lãi được cao ấy, thì nó cũng sẽ thấp hơn. Tại vì thị trường đang chuyển sang pha sideways thì cũng sẽ khó đánh hơn rất là nhiều. Thì cái việc là thị trường nó khó kiếm lợi nhuận hơn thì đương nhiên là kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng phải bán hạ tỷ trọng xuống, bắt đầu nâng cao thì cái thận trọng đối với thị trường lên. Và thị trường hiện tại nó đang vào cái đoạn mà khó ăn hơn, tức là khó kiếm lợi nhuận hơn, thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn chờ đợi thôi, và bán hạ tỷ trọng xuống bảo vệ cái vốn của mình trước, đúng không? Nếu thị trường nó quay lại cái xu hướng tăng, tăng rõ ràng thì chúng ta có thể gọi là mạnh vốn đi mạnh tiền sau, đúng không? Thì còn theo nguyên lý thì xu hướng sẽ đi từ uptrend này sang đi ngang, gọi là chuyển pha. Sau đó thì sau khi chuyển pha xong nhá, thì nó đi lên hay đi xuống thì chúng ta phải tùy thuộc vào cái diễn biến của thị trường, đúng không? Hiện tại là chúng ta thị trường bắt đầu mới chuyển từ pha up sang sideways này, thì sau khi mà sideways, tức là thị trường sideways xong, có thể sideways để tích lũy đi lên này, hoặc là sideways kiểu phân phối đỉnh rồi đi xuống thì chúng ta chưa rõ, nhưng mà chúng nó phải đi chuyển sang sideways đã. Thì khi mà thị trường chuyển sang sideways thì sẽ có những cái pha co giật liên tục trong phiên, giật hồi liên tục trong phiên, thì đấy là cái thời điểm mà mọi người muốn hạ tỷ trọng, mọi người sẽ hạ, đúng không? Mọi người theo dõi đó, thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta có thể hạ tỷ trọng tài khoản. Còn hiện tại là chúng ta cũng tránh lo sợ là thị trường có thể sập mạnh ngay được. Đấy, nhìn chung về thị trường chung nhé, đánh giá sơ qua về thị trường chung và cái hành động của mọi người trong cái tuần tới. Đó. Còn cụ thể là thị trường nó sẽ có biến động như thế nào thì em sẽ cập nhật tiếp theo ở trong Zoom hoặc là trong cái video tiếp theo của No Stock. Đó. Đấy là sơ qua về thị trường chị nhé. Sơ qua về thị trường và đánh giá chung và cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay em muốn gửi đến mọi người, để mọi người gọi là chấn an mọi người tránh hoảng loạn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé, và mọi người nhớ dành tặng một like và một subscribe cho No Stock để có thể nhận được cái thông tin nào sớm nhất. Và No Stock có thể hỗ trợ mọi người trực tiếp ở trong cái thời điểm thị trường nó nhạy cảm như thế này. Rồi, cảm ơn chị đã theo dõi video và chúc mọi người có một cái tuần mới làm việc thật hiệu quả.